Chào mừng tất cả các em đã đến với môn tin học 6 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Trước khi học bài học hôm nay, các em chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tin học 6, vở viết, bút để các em học và ghi bài nhé. Bài học trước, các em đã được học về chỉnh sửa văn bản. Cô cùng các em ôn lại một số nội dung của bài học trước. Câu 1. Sử dụng phím Backspace để xóa từ oăn, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu? Cô có 4 đáp án. Các em chọn một đáp án đúng nhất. Phím Backspace dùng để xóa ký tự ngay trước con trỏ soạn thảo. Vậy để xóa từ oăn thì em đặt con trỏ soạn thảo ở ngay cuối từ oăn. Đáp án C. Câu 2. Em sử dụng hai lệnh nào dưới đây để di chuyển phần văn bản? Cô có 4 đáp án. Để di chuyển phần văn bản thì em sử dụng lệnh cắt và lệnh vây. Như vậy là đáp án B. Câu 3. Lệnh nào của phần mềm soạn thảo văn bản Word trợ giúp việc tìm kiếm nhanh và chính xác các cụm từ trong văn bản? Cô có 4 lệnh. Thì các em thấy lệnh replace là lệnh thay thế và lệnh tìm kiếm đó là file. Như vậy đáp án A. Cách thực hiện. Các em vào giả lệnh home, chọn replay. Sau đó chúng ta chọn đến lệnh file là lệnh tìm kiếm, gõ từ cần tìm. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta nháy luôn vào lệnh file và gõ từ cần tìm, ví dụ từ gạo. Thì các em thấy các từ gạo đã được tìm và có màu đen khác so với các từ còn lại. Đó là cách thứ hai. Các em quan sát tiếp. Cô có một văn bản như hình 1. Nếu giả sử cô muốn các em viết đoạn văn bản này vào trong quyển tập, và sau khi các em viết xong rồi, cô lại muốn các em sửa lại màu chữ, cách trình bày giống như hình 2, thì theo các em có chỉnh sửa được hay không khi chúng ta đã viết vào trong quyển vở rồi? Câu trả lời là không. Các em sẽ không thể chỉnh sửa được về kiểu chữ, về cách trình bày khi các em đã viết vào trong giấy, trong quyển vở của mình. Có một số em thì dùng bút xóa. Một số em muốn văn bản giống như của cô thì các em đã gạch đi và viết lại, dùng các bút màu để các em viết vào trong quyển vở. Vậy thì trong soạn thảo văn bản có cách nào để các em thay đổi kiểu chữ, cách trình bày nhanh hơn hay không? Thì chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay. Cô hy vọng rằng trong bài học này các em sẽ biết được cách trình bày một văn bản đẹp, dễ nhìn và khoa học hơn. Chúng ta cùng vào bài học mới nhé. Chủ đề hôm nay là chủ đề định dạng văn bản. Và chủ đề định dạng văn bản chính là bài 16 định dạng văn bản và bài 17 định dạng đoạn văn bản trong sách giáo khoa. Các em có thể nghiên cứu thêm. Chúng ta vào phần một nhỏ định dạng văn bản. Các em quan sát cho cô. Cô có các dòng hạt gạo làng ta. Các dòng này cô đã định dạng. Các em thấy có màu chữ khác nhau, cách trình bày khác nhau, kiểu khác nhau, đứng nghiêng, vân vân. Vậy theo các em, vậy định dạng văn bản là gì? Vậy định dạng văn bản là gì? Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, bố trí của các thành phần trong văn bản. Và trước khi học tiếp thì cô có một số lưu ý
trong việc ghi bài của các em. Các em ghi bài cho cô thì chúng ta hay ghi các gì? Thứ nhất là cái mục lục của bài, ví dụ tiêu đề bài là chủ đề định dạng văn bản, rồi đến phần 1 nhỏ, 2 nhỏ, vân vân. Trong các phần 1 nhỏ này là bắt buộc các em phải ghi rồi, 1 nhỏ, 2 nhỏ bắt buộc phải ghi. Và nội dung trong cái phần 1 nhỏ này có các biểu tượng, tay cầm bút là các nội dung các em sẽ ghi vào trong quyển vở. Cô nói lại nha. Các em ghi các mục là bắt buộc ở trong quyển vở. Và trong các mục, ví dụ 1 nhỏ có các biểu tượng, tay cầm bút là các nội dung các em ghi vào quyển vở cho cô. Đó là các nội dung chính. Rồi, quay trở lại bài học. A nhỏ định nghĩa. Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng bố trí các thành phần trong văn bản. Vậy thì mục đích của định dạng văn bản là gì? Chúng ta chuyển tiếp sang phần B nhỏ, mục đích. Cô có hai văn bản, một bên văn bản ở bên tay trái, bên tay phải của các em. Thì các em thấy văn bản bên tay nào các em dễ nhìn, dễ đọc và dễ quan sát hơn? À, chúng ta thấy là văn bản ở bên tay trái có màu chữ, cách trình bày các có các khoảng cách giữa các đoạn dễ nhìn hơn. Hay cô có một văn bản về bài có bài thơ bếp lửa, thì ở bên tay phải của các em là cô chưa định dạng, bên tay trái là cô đã định dạng về màu chữ, về kiểu chữ, về cách trình bày. Thì các em thấy bên nào các em dễ quan sát, dễ nhìn, dễ đọc hơn? À, đúng là văn bản bên tay trái của các em. Vậy thì định dạng văn bản nhằm mục đích gì? À, như vậy là để có trang văn bản đẹp, dễ đọc và dễ ghi nhớ. Rồi chúng ta ghi nha, nhớ ghi nội dung bài cho cô nha. Định dạng văn bản nhằm mục đích để có trang văn bản đẹp, dễ đọc và dễ ghi nhớ. Cô có lại có một văn bản về bài biển đẹp. Các em thấy trong đây có ký tự, có các đoạn văn bản. Vậy thì có hai loại định dạng phổ biến, đó là định dạng ký tự và định dạng đoạn văn bản. Vậy định dạng ký tự là gì? Các em quan sát tiếp cho cô. Quan sát cho cô ký tự đầu tiên của dòng hạt gạo làng ta, chữ hở. Các em thấy có dáng vẻ có khác nhau không? Có màu sắc khác không? Có. Và những ký tự này cô đã định dạng. Vậy định dạng ký tự là gì? A nhỏ, định nghĩa. Định dạng ký tự là thay đổi dáng vẻ của các ký tự trong văn bản. Vậy cách thực hiện như thế nào? Các em vào giải lệnh home trong nhóm lệnh phông. Các em chọn phông chữ, cỡ chữ, chọn kiểu chữ và chọn màu chữ. Cách thực hiện như thế nào? Nó chuyển tiếp sang phần B nhỏ, cách thực hiện. Thứ nhất là về phông chữ. Có hai bước. Bước 1, chọn phần văn bản muốn thay đổi phông chữ. Bước 2, nháy nút mũi tên ở bên phải hộp phông. Các em quan sát cô thực hiện. Bước 1, chọn phần văn bản muốn thay đổi phông chữ. Bước 2, nháy mũi tên ở ô phông. Ví dụ cô chọn kiểu là Times New Roman. Các em thấy là đã thay đổi chưa? Khác rồi, đúng không? Và trong phần này có một lưu ý cho cô. Trong bảng điều khiển của Unicode, nếu một số em chọn bảng mã là Unicode thì các phông các em hay sử dụng đó là các phông Times New Roman, Cambini
họa lạ. Arial, đó là các phông các em hay sử dụng được, thường hay sử dụng. Ngoài ra lại có một số em chọn trong cái bảng điều khiển này nè, là kiểu bảng mã là tiêu chuẩn Việt Nam ta. Ví dụ bếp lửa. Thì khi đó các em phải chọn cho cô các phông mà có chữ VN đằng trước, thì khi đó các em mới đọc được văn bản VN. Đối với các em chọn chọn bảng mã là tiêu chuẩn Việt Nam 3 thì các em phải chọn phông có chữ VN đầu tiên. Còn nếu mà em chọn phông khác là chúng ta sẽ không đọc được. Thì đó là một số lưu ý các em. Và thông thường thì cô hay nói các em là sử dụng bảng mã là Unicode, là bảng hay sử dụng. Tiếp theo, cỡ chữ. Cỡ chữ cũng có hai bước thực hiện. Bước 1, chọn phần văn bản muốn thay đổi cỡ chữ. Bước 2, nháy nút mũi tên ở bên phải hộp phông size. Các em quan sát cô thực hiện. Chọn phần văn bản muốn thay đổi cỡ chữ, nháy nút mũi tên ở ô phông size. Ví dụ cô chọn 14, 16, 18 vân vân. Nhưng ví dụ cô lại muốn chọn là cỡ 13. Các em thấy có cỡ 13 ở đây không? Không. Vậy khi đó cô làm thế nào? À, khi đó cô sẽ gõ từ bàn bàn phím và nhấn Enter. Và cách thứ hai là các em nháy cho cô và A có mũi tên ở trên này. Là tăng. Dạ, như vậy có rất nhiều cách khác nhau. Cách nào các em thấy dễ các em làm. Và phần này các em cũng ghi vào quyển vở cho cô nha, cách thực hiện về phông chữ, cỡ chữ. Tiếp theo, kiểu chữ cũng có hai bước thực hiện. Bước 1, chọn phần văn bản muốn thay đổi kiểu chữ. Bước 2, nháy các nút bold, B là chữ đậm, Y, italic, chữ Y, chữ nghiêng, underline, U gạch chân. Cách thực hiện. Bước 1, chọn phần văn bản muốn thực hiện thay đổi. Nhấn vào chữ B là in đậm, Y in nghiêng, U gạch chân. Muốn không chọn lại nữa chúng ta nhấn một lần nữa để mất thao tác định dạng. Cô nhắc lại này, bước 1, chọn phần văn bản muốn thay đổi kiểu chữ. Chọn B là in đậm, Y là nghiêng, U là gạch chân. Muốn không chọn nữa thì chúng ta nhấn chuột một lần nữa. Tiếp theo, màu chữ. Bước 1, chọn phần văn bản muốn thay đổi màu chữ. Bước 2, nháy nút mũi tên ở bên phải hộp phông color. Các em nhìn cô thực hiện. Chọn phần văn bản muốn thay đổi màu chữ. Bước 2, nháy mũi tên ở hộp phông color. Ví dụ cô chọn màu đỏ. Và trong phần này lưu ý cho cô, chúng ta không nên chọn màu chữ trùng với màu nền. Ví dụ màu nền là màu trắng mà chúng ta chọn chữ màu trắng nữa, chúng ta có nhìn thấy không? À không, mà chúng ta phải chọn cái màu chữ nào chúng ta dễ nhìn, dễ quan sát nhất. Rồi, kiểu chữ, màu chữ các em cũng ghi vào quyển tập cho cô nha. Và trong phần này có một lưu ý cho cô. Nếu không chọn trước phần văn bản nào thì thao tác định dạng trên sẽ được áp dụng cho các ký tự sẽ được gõ vào sau đó. Cô lấy ví dụ cô đang gõ định dạng ký tự màu xanh. Cô muốn gõ tiếp thì khi đó các ký tự gõ sau sẽ vẫn là màu xanh. Trừ trường hợp là cô chọn lại cái phần văn bản đó và cô chọn vào màu khác. Như vậy là nếu mà không chọn trước phần văn bản nào thì thao tác định dạng trên, cái định dạng trước đó sẽ được áp dụng cho các ký tự mà sẽ chuẩn bị được gõ vào. Thì đó là một lưu ý cho cô. Và cách thứ hai định dạng là nháy mũi tên ở góc dưới của nhóm lệnh phông. Cách thứ hai này, bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì về xem cho cô trong sách giáo khoa trang 120 và 121. Như vậy là các em đã biết được một số lệnh để định dạng ký tự. Vậy định dạng đoạn văn bản thì như thế nào?
Ta chuyển tiếp sang phần 3 nhỏ, định dạng đoạn văn bản. Cô có một văn bản như sau. Văn bản này có hai đoạn. Và hai đoạn này cách trình bày khác nhau. Đoạn 1, màu xanh giữa của văn bản. Đoạn 2 được căn ở bên phải, thẳng ở bên phải của văn bản. Và giữa các đoạn có khoảng cách, giữa các dòng cũng có khoảng cách. Vậy thì theo các em, vậy định dạng đoạn văn bản là gì? Vậy định dạng đoạn văn bản là gì? A nhỉ, định nghĩa. Định dạng đoạn văn bản là bố trí đoạn văn bản trên trang in. Định dạng đoạn văn bản bao gồm căn lề, đặt khoảng cách giữa các đoạn văn, giữa các dòng. Cô có một văn bản gồm có 4 đoạn văn. Đoạn đầu tiên là cô đã căn thẳng lề trái, tức là lề trái được căn thẳng. Đoạn 2, căn thẳng hai lề, tức là lề phải, lề trái được căn thẳng. Thứ 3, căn thẳng lề phải được căn thẳng. 4 là căn giữa. Tiếp, thụt lề dòng đầu tiên, có nghĩa dòng đầu tiên của đoạn văn bản đầu tiên được thụt vào trong. Cả đoạn văn thụt lề, tức là cả một cái đoạn này được thụt vào trong. Khoảng cách đến đoạn trên, khoảng cách từ đoạn dưới lên đoạn trên. Khoảng cách từ đoạn trên xuống đoạn dưới. Và khoảng cách giữa các dòng tăng lên. Thì đó là một số định dạng đoạn văn bản. Vậy thì sử dụng lệnh đoạn văn bản như thế nào? Tôi chuyển tiếp sang phần B, sử dụng các lệnh định dạng đoạn văn bản. Thì phần này chúng ta ghi cho cô là trên giải lệnh hôm, trong nhóm paragraph sử dụng các lệnh như hình 4.28 trang 125. Các em về nghiên cứu thêm cho cô. Và cách thực hiện như thế nào? Trên giải lệnh hôm, trong nhóm paragraph, chọn cho cô căn thẳng lề trái này. Đây là biểu tượng căn thẳng lề trái. Căn giữa, căn thẳng lề phải, căn thẳng hai lề. Tăng giảm khoảng cách thụt lề trái, tăng giảm khoảng cách giữa các dòng trong đoạn. Thì đó là một số lệnh dùng để định dạng đoạn văn bản. Các em quan sát cùng thực hiện. Ví dụ cô muốn định dạng đoạn văn bản đầu tiên, căn thẳng lề trái, căn giữa, căn thẳng lề phải, căn thẳng hai lề. Tiếp theo, tăng khoảng cách thụt lề trái, giảm khoảng cách thụt lề trái, tăng giảm khoảng cách giữa các dòng. Ví dụ 1,5 tăng lên 2 các dòng, tăng khoảng cách. Thì đó là một số lệnh định dạng đoạn văn bản. Như vậy là kiến thức mà cần ghi nhớ trong chủ đề định dạng văn bản hôm nay bao gồm định dạng ký tự và định dạng đoạn văn bản. Và hai nội dung chính này chính là bài 16 và bài 17 trong sách giáo khoa định dạng ký tự, định dạng đoạn văn bản. Đối với định dạng ký tự, các em cần lưu ý cho cô định dạng về phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ. Định dạng đoạn văn bản cần nhớ cho cô căn lề, ví dụ căn thẳng lề trái, căn thẳng lề phải, vân vân. Thay đổi lề của cả đoạn văn, giãn cách dòng trong đoạn văn. Rồi, về phần tự học ở nhà, các em phải hiểu nội dung định dạng văn bản, định dạng đoạn văn bản, có thể kết hợp thêm sách giáo khoa. Thứ hai, ghi nội dung của bài học chủ đề định dạng văn bản vào quyển vở cho cô. Cách ghi như thế nào cô đã hướng dẫn rồi. Chúng ta ghi tên bài học,
tiêu đề bài, các mục, ví dụ 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ. Và trong các mục 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ đó thì chú ý cho cô những cái biểu tượng mà có tay cầm bút ý, là các nội dung các em ghi vào quyển vở cho cô. Và phần này cô sẽ kiểm tra vở khi các em đi học lại. Tiếp theo là các em thực hành phần 1, phần 2, trang 118. Và nhớ ghi cho cô họ tên, lớp, số thứ tự và gửi bài về Zalo hoặc là Gmail cho cô. Hạn cuối cùng là ngày 19 tháng 4. Và trong phần thực hành này thì lưu ý cho cô cái phần trình bày phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ thì các em tự do, tùy ý. Miễn là làm sao là các em trình bày cho cô đẹp, dễ nhìn, khoa học. Tuy nhiên thì có một số bạn nhà không có máy. Và đối với các bạn nhà không có máy để thực hành á, tìm mọi cách rồi mà vẫn không có máy thực hành á, thì các em làm bài 1 này vào trong quyển tập, quyển vở cho cô. Làm bài 1 trả lời cho cô 5 cái gạch đầu dòng này vào trong quyển vở. Sau đó nhớ là ghi họ tên, lớp, số thứ tự rồi chụp lại gửi bài cho cô. Còn đối với các em mà có máy để thực hành thì các em chỉ cần làm bài sau đó gửi cho cô. Và cả hai đều gửi cho cô vào cái địa chỉ như trên. Một là điện về Zalo điện thoại, hai là vào Gmail. Nếu mà Zalo điện thoại mà không được thì chúng ta gửi Gmail. Cô nhắc lại này, đối với các em mà không có máy để thực hành thì làm cho cô bài 1 vào quyển tập, trả lời cho cô 5 cái gạch đầu dòng. Sau đó ghi họ tên, lớp, số thứ tự ra, chụp và gửi cho cô. Còn đối với các em mà có máy thực hành thì không phải làm bài 1 mà chỉ cần thực hành trên máy tính, sau đó chụp hoặc là gửi bài cho cô và địa chỉ trên. Tuy nhiên có một số em lại không có sách giáo khoa để thực hành. Có máy tính rồi, có máy thực hành rồi lại không có sách giáo khoa. Thì khi đó các em xem cho cô. Đây. Cô đã gõ sẵn cho các em rồi. Các em, một là chụp lại, hai là nhìn vào đây để thực hành cho cô. Cô nhắc lại là những bạn có máy tính thực hành mà không có sách thì các em chụp lại văn bản mà cô đang gõ nè để chúng ta thực hành. Đó, làm 1, câu 1, câu 2, câu 3. Rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô thân mến chào tất cả các em. Chúc các em học tốt.